I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie. Sau khi em có được hai bàn thắng ngày hôm nay thì em thấy khả năng đánh đầu của mình hiện tại em đã tự tin rồi đó chưa? Thật sự là bây giờ em còn trẻ và tất cả kỹ năng em phải luyện tập thêm từng ngày nữa. Những kỹ năng em sẽ cố gắng để hoàn thiện một kỹ năng cả chân với cả đầu. Thì bây giờ em có thể coi là không chiến là điểm mạnh của em. Nếu như so với các đội khác tại Đông Hải, thì đấy có vẻ là thứ vũ khí của đội tuyển Việt Nam, của em, của Tiến Linh. Em nghĩ được SEA Games lần này những tình huống không chiến đến rất nhiều bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, như là một vấn đề nên cần thực hiện nhiều những tình huống này để có thể bắt được. Hôm nay Đức Chinh có nghĩ rằng đội của chúng ta thắng Campuchia một cách dễ dàng như thế không? Thực sự lúc nào toàn đội lúc nào cũng ra sân với một niềm tin là ra sân là phải chiến thắng. Em nghĩ kết thúc hiệp 1 thì sang hiệp 2 đội bắt đầu là chủ xuống để cũng chơi cờ trong sáu như là trận đấu hôm nay. Mình suy nghĩ thế nào về trận chung kết khi tái đấu với Indonesia? Hình như là mọi thứ nó bắt đầu lại từ đầu thôi, bởi vì Việt Nam và Indo là gặp nhau ở trận chung kết, là một trận đấu mới nên chúng em cần phải tập trung để có một cái thể trạng tốt nhất để có thể bước vào thi đấu một trận đấu có thể giành kết quả tốt. Indonesia có lối chơi rất nhiều này là rất mạnh, xin cố gắng lo ngại một điều. Khi Indo mạnh thì chiến thuật thì thầy Park sẽ ra chiến thuật cho bọn em, và bọn em chỉ vào sân bọn em thực hiện được. Nam Phi thì có thủ nào nguy hiểm nhất về phía Indo? Em nghĩ là ở bên Indo là tất cả cầu thủ bên đấy chơi rất là khỏe và rất là nhanh, nên chúng em cần phải tiếp phòng tất cả các cầu thủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.